Oh,
发福都发福，记得是啊，发福都发福，发福都发福，记得是啊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 ，
No, 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 no,
เนี่ยเอาเถอะเอาดีๆเนาะเหี้ยหล่อหล่อก็ตัวเหรอมันอีมีสุเปหมอมันจะสุดหรอ Uy, Catherine, muy bien. ¿Qué es la cera, mira? ¿Qué es lo que se llama? 干起来是吧？你照上。哎。 ไก่เสี้ยไก่จีข้าเกลือ Ai câu rồi nè. Được không ạ? Không ạ. Cho nó chi cho nè. Nó thú kia. Ý lô con của nó, ý lô con tròn của mà nói chồng của nó, sao được nè. Nhiều nó có quả luôn à. Được chưa?
ก็จะเชื่อซึ่งเขาก็ซึ่งเขาเป็นซึ่งเขาดิซึ่งเขาฮะซึ่งเขาลูกพ่อเนี่ยตัวทุกที่การอยู่ได้ยังอยู่ตัวเส้นจะเชื่อเราจิตตัวบัตรจิตตัวเชื่อมาเสร็จจิตนู้นน้องคงจะเกิดอาเจ้าตัวเชื่อจะตัวตัวโรคตัวไข้เราจิตตัวบัตรจิตตัวเชื่อจะเชื่อคงหลังจากเชื่อดูแลจะเชื่อเลยตัวบ้านตัวรู้จะเชื่อเลิกได้จริงตัวจะได้จริงจริงเราต้องทำหลังจากห้องเราป้าหมูตัวป้าหมูจีป้าหมูเจ้าป้าหมูตัวป้าหมูน้องอ่ะ ก็ดีเลยเจ้าดีเลยไปดีเลยดีจังนะเจ้าเราตัวที่สุดที่ฟูฟูเอาตัวหน้าตัวหอดสิกูยินดีเลยแต่เราเส้นก่อนสิก่อนช่วยแต่เชื่อเฮ้ยจำหมดเจ๊หน่อยไปไอ้แขวนน้ำมันก็ตายไปแล้วเนี่ยอุ้ยยุ้ยเฮ้ยไอ้ป้าน้ำเบื่อเนี่ยน้ำเบื่อเนี่ยเฮ้ยแต่ต้นต้นไม้อ่ะโอ้ยโอ้ đây là việc của ông Na thôi. Tôi ra. Còn hôm qua thì cháu mời rồi. Hôm qua không mời sang kia không sang nhà mày được. Vẫn còn tiếp không? Nhà có mấy cái nghĩa cao này đâu hết rồi nhỉ? Mà nó mất sách cả cái gì nào? Anh cầm xe. Đúng rồi đấy. Chúng rồi đấy này. Thế rồi chúng à? Mỗi cái gì? Mỗi cái kiểu đó, mỗi cái kiểu là về thì bữa đầu tiên đúng không ạ? Bữa nay thì có cái gì? Thế rồi. Cái này có là làm được mà đó. Hả? Ủa, nồi mà còn được con mỡ mỡ rồi. Cái này mỡ ăn cả năm. Mỡ mới nồi to luôn. Nếu chung nhà chùa kia 15 cân thì về được 3 cân thịt thôi còn đâu. 50. 15 cân. Nhiều quá. Nhiều quá. Chủ yếu mình lấy mỡ mà. Chuyện tầm. Anh bảo là em ăn được khác, có mất rồi cũng ăn là chứ không ạ? Mai chưa mai sang nhà của nhá, đấy nhá. Vâng. Chưa mai chúng là mới làm Tết. Có mới ăn là Tết thôi mà, mình cũng phải mua mới là chưa mai. Chưa mai, chưa mai mùng 1. Chưa mai mùng 1, đấy mới là Tết. Mùng 1 chắc chồng xuống đây rồi. Mai làm lý cho mình đấy. Mới bảo mua cân dầu ăn rồi, cái cùng cá đặt đâu rồi. Đây em làm không không thịt lợn đâu, chỉ xúc xích với thịt trâu, xào, gà thế thôi. Thế thế lại về luôn à? Đi về luôn. Bị buộc hẳn đi về ngay rồi. Em bỏ ra không ăn Tết là đi rồi. Giờ về đến sang đến nhà. Không sang đến nhà. Ta bỏ chiều tụi ăn cơm. Đó. Còn Tết mà. Ừ. Chiều. Mẹ ông nghe với ông thò. Là trên rượu mà uống để phải đi. Không đến rồi à? Không sao được cho đi ra kia đấy. Ô cái này không mua không ạ? Không ạ. Cái này nghe phải chấm cái ớt khô xong rồi dã ra mới muối rồi mới đúng rồi. Cái này chấm mắm cũng ngon đâu. Đúng rồi, đó là khô nhỉ. Cái này nước mắm thì chấm cái rau sống này rồi. Chấm đây là bát súp nha. Ừ. Dã đi ớt muối. Muối trắng á. Muối trắng. Ừ. Lấy dã chưa, chưa sao. Phải dã giòn đi. Ớt cô này, ớt cô nướng lên này, cho muối vào. Đã chấm thì luộc. Không có ăn rất khổ cho muối vào. Mình cho ớt thôi. Đấy, nào nó ra đi ngồi ra đây. Sao trẻ đi ngồi ra kia. Đúng rồi. Ngồi ra kia. Năm bông cơ mà. Không muốn ăn đâu. Lần sau Tết là không muốn ăn mà. Mẹ rồi. Ăn nhiều ăn ít phải ăn chứ. Không ăn rồi nữa hả? Uống rượu mặt thì uống, mà uống rượu trắng thì uống. Nhớ đi. Nhớ bảo chiều để ăn rượu ra để về. Lần dài em chỉ quái em nhất là những thức canh này. Không có một cái tàn trộm nào rồi đấy. Đây. Nguyên mẹ, nguyên bản rồi đấy. Ông ba bảo thằng rùa, à thằng ba ấy là trên nầu. Mày hãm lợn để cũng nên ăn được thì phần bát chú bát cái canh chưa cũng lên. Mình nên không thấy cái canh ở thằng này hãm đông hết rồi, đúng thật đông hết mà. Tôi bảo chú định chạy về, tôi bảo này. Mà lấy cái nửa lít mà không một tí về nhà. Cái nhà mới tính lại.
Thôi, vội gì một tiếng. Nhưng mà cái tiết này chuẩn luôn. Chuẩn. Còn đây rùa không vậy? Món rùa đậm xẻ không thích ăn. Mua 56 cân. Dạ, dạ con này. Con này được bao nhiêu cân? Bây giờ nó phải được 8 nhé. Ừ. Khổ lắm. Cái này thì ra bê cân nhưng mà anh cũng thích dậy. Bê mà em dậy mà. Cứ anh mổ là không biết. 8 chắc không rơi đâu. Có 4-5 người khen không ngồi. Biết hôm nọ ông ra làm mẹ đụng mẽ đâu đùi là ông ra. Nhưng có lợn mùa ngon, lợn mùa 7 năm mà. Nhưng mà nó lại đẹp xề thôi. Biết ăn cái này đi. Em phải chờ cái bát cái chấm của thằng ấy nè mèo nha. Cái nhà đây, chú Lâm ơi. Nước muối, muối rồi. Đây. Có một phần thức. Thịt ngon quá. Ôi trời ơi, đổ rộng thôi kìa. Mời đây một tí nữa. Mời đây một tí xong là ông già ra thì anh như này chuyện ra kia. Chỗ chứ vui thôi, chuyện mấy cái vui không thấy nhau thì thôi mà kệ. Mày cứ cãi nhau kệ mày. Đấy chồng quên rồi. Ông nghe xong chưa nhỉ, ông nghe. Nhưng mà nó đi bỏng xá này, ông nghe. Gió mà ra cá nó phát ít. Ai, nhà mình ngon cực.